ta hãy cùng làm quen với những người chơi sẽ xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng đến với người bạn đầu tiên nha, mời em đi. Xin chào tất cả mọi người và xin chào tất cả các bạn người chơi. Mình tên là Đi Trần. Các bạn vừa thấy hình ảnh vừa rồi của tôi, đó chính là một chàng trai kỳ sứ môi trường mà cách đây 6 năm trước tôi đại học. Nhưng đó không phải là ước mơ của tôi. Ước mơ của tôi đó là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Phong cách âm nhạc của Đi đang theo đuổi đó chính là dòng nhạc ballad sở trường của Đi. Đi rất là mong muốn mình thay đổi thật là nhiều, không chỉ là mình đứng mình hát một mình thay đổi phong cách là mình vừa nhảy vừa hát, để cho tất cả mọi người thấy là một người ca sĩ chuyên nghiệp đa phong cách nhưng mà vẫn giữ được một cái lợi thế của mình, đó là trong dòng hát. Cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ gặp may mắn ở phần thi này nha. Còn bên cạnh Thanh Duy, Đỗ Phú Quý, bạn quá quen thuộc rồi. Em cảm ơn anh. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đỗ Phú Quý. Và Quý đang hoạt động là một ca sĩ. Từ hồi nhỏ rồi, Quý đã đam mê âm nhạc rất là nhiều. Cho nên là Quý luôn luôn thích xem những chương trình về âm nhạc, luôn luôn thích xem các anh chị ca sĩ khác. Quý đã hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2018. Quý đã từng cho ra một số sản phẩm âm nhạc của riêng mình, giống như là Để Quá Khứ Ngủ Yên nè, Lại Lầm Lỡ nè, và gần đây nhất đó chính là một ca khúc rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, đó chính là Đố Em Bắt Được Anh. Cái phong cách mà Quý định hướng theo đuổi cho bản thân mình đó chính là pop R&B và pop dance nè, cũng như là pop ballad. Và sắp tới thì Quý sẽ có rất là nhiều ca khúc sẽ mang những cái tiết tấu vui và kết hợp cùng với vũ đạo. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé. Format chương trình mình nó rất là đặc biệt. Đặc biệt sao? Cái máy nó chấm đó anh, cho nên là mình phải canh mình hát đúng thật là đúng. Máy chấm gì? Máy chấm cao độ đồ đó. Được, mình có được hát feel không? Em nghe đồn là không được nha. Thí dụ cái chỗ đó còn hát ngân dài ra nữa được không? Ngân dài ra thì điểm của mình sẽ kéo xuống. Ồ, vậy làm sao là để điểm của mình nó kéo lên? Thì mình cứ hát đúng y chang như vậy, cái mình tới đó mình ngừng. Có nghiên cứu. Đúng không quý vị? Mọi người hãy dè chừng các ông này nha. Bây giờ lại qua bên phía bên này đi. Bạn hãy giới thiệu về mình cho quý vị khán giả. Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Hoàng Bách. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Các bạn có thấy bài hát vừa rồi quen không? Bài hát vừa rồi là một bài hát do ông ngoại của mình sáng tác. Đó là nhạc sĩ Bùi Hình Thảo. Đó vẫn luôn là niềm tự hào cũng như là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Có một người ông là tác giả, là nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Mình rất yêu thích âm nhạc. Không biết là do gen từ ông hay là thế nào, thế nhưng mà mình cứ cảm thấy mình có một cái gì đó gắn kết với cả âm nhạc. Định hướng âm nhạc trong tương lai của Bách thì sẽ là dòng nhạc pop ballad. Khi đến với chương trình thì Bách rất là mong muốn mình được đến vòng cuối. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ em và tất cả các bạn cùng chơi. Mới vô thì vậy á mọi người ơi, thường á mới vô là hoa hậu thân thiện, rất là thi nam dương rồi. Em rất là thương mọi người, kiểu hồng tiếng là cái màn mà vote nó mới đáng sợ đúng không nào? Bạn có tự tin vào ngày hôm nay bạn sẽ ghi được thật là nhiều điểm từ cái máy phân tích giọng hát của chúng tôi không? Về cái này thì em lại không tự tin lắm. Không biết là nó có giống đi hát karaoke ngày xưa không? Tôi rất là tức những người chơi chương trình này, mọi người nghĩ là chúng tôi mang một chiếc máy karaoke rồi đây để chấm các bạn à? Dạ đúng ạ. Không. Ai giờ mới nói đúng vậy? Ai? Em. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem một tí nữa là cái nó đúng với cái máy karaoke đã từng chấm bạn hay không nha. Em là Văn Võ Ngọc Nhân. Ngọc Nhân. Dạ. Ba họ Văn, mẹ họ Võ. Cuối cùng em đi hát. Đúng ạ. Wow. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Bó Bắp, đã bước ra từ cuộc thi The Voice 2019. Bây giờ không còn là Bó Bắp nữa, mà tôi đã trở thành một ca sĩ, một diễn viên trẻ. Đó chính là Văn Võ Ngọc Nhân. Nhân đã có định hướng cho con đường ca nhạc của mình, đó chính là rock ballad, ballad và pop ballad. Người bạn đồng hành luôn luôn bên mình, đó là chiếc điện thoại. Nhờ vào nó mà Bắp có thể lưu giữ những khoảnh khắc cũng như là những hình ảnh đẹp, đặc biệt là những lúc mà Bắp phải tập vũ đạo. Lúc mà còn
thời học sinh thì Nhân rất là thích đi hát karaoke với là bạn bè sau mỗi giờ học. Thì Nhân hát có mấy chấm điểm. Mấy chấm điểm thì rất là công bằng. Mình hát hay thật là hay thì chấm thật là thấp. Và mình hát dở thì là chấm cao thật là cao. Và điều mà Bắp thích nhất đó là chụp selfie, chụp từ sướng để hình ảnh được tự nhiên và chân thật hơn. Khi chụp xong, Bắp thường kiểm tra lại và chọn lọc những hình ảnh đẹp nhất để đăng tải lên trên các trang mạng xã hội. Không biết là khi bước chân vào chương trình cùng hát lên nào thì cái hệ thống chống điểm nó có giống như chống điểm ở phòng karaoke hay không thì Nhân không biết. Nhưng mà Nhân sẽ cố gắng hát hay thật là hay để chinh phục những cái giải thưởng cao cao xíu. Và xin giới thiệu với quý vị Văn Võ Ngọc Nhân. Nhân. Đấy, đúng rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. À, Hiền Sến đúng không? Dạ vâng. Xin chào mọi người, tôi là Minh Hiền. Tôi đang là một vũ công. Hiện tại tôi đang làm việc tại nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do tại sao tôi tham gia chương trình này, tôi muốn mình có một sự nghiêm túc hơn với hát. Tôi rất là thích những bài nhạc ballad, da diết. Hãy đón chờ Hiền Sến nhá. Quý vị ơi, bây giờ thì Thanh Duy xin được công bố cái thể lệ cuộc chơi của mình một lần nữa để cho các bạn người chơi nắm. Chúng ta sẽ trải qua các vòng chơi thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Tiên Cookie. Ở mỗi vòng thì máy tính sẽ chọn ra người có số điểm cao nhất và người đó sẽ an toàn ở vòng thi đấu tiếp theo cùng với giải thưởng là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, các bạn người chơi còn lại sẽ đối diện với nguy cơ bị loại bởi chính các thành viên đang có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Còn bây giờ, trước khi đến với bài hát đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.